tử vi thứ sáu ngày 19 tháng 1 năm 2024 của 12 cung hoàng đạo. Hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe ngày hôm nay của bạn chính xác nhất để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập youtube tử vi mỗi ngày vn. 1. Cung Bạch Dương xem bói tử vi thứ sáu ngày 19 tháng 1 năm 2024 của 12 cung hoàng đạo nói thấy Bạch Dương trở nên khó chịu và cứng nhắc hơn so với bình thường. Sự mạnh mẽ và kiên định của bạn khiến mọi người không thể không để ý, đến ngày cuối năm, tất cả công việc bận rộn đều được bạn bỏ qua, và tròm sao này cảm thấy nhẹ nhõm vì những gánh nặng dần giảm đi. Mối quan hệ của cừu đang diễn ra suôn sẻ, và bạn có khả năng giải quyết mọi vấn đề nhỏ một cách linh hoạt. Hãy tin tưởng đối tác của bạn và đề xuất cùng nhau đi chợ Tết để tăng cường tình cảm. Nếu bạn đang gặp vấn đề sức khỏe, việc tuân thủ chế độ dinh dưỡng theo hướng dẫn của bác sĩ có thể giúp bạn hồi phục nhanh chóng. Con số may mắn của Bạch Dương ngày 19 tháng 1 năm 2024 là con số 25 và 56. 2 Cung Kim Ngưu Tử Vi 19 tháng 1 năm 2024 dự báo rằng Kim Ngưu cảm thấy mình bơ vơ, tin rằng sự không quan tâm từ mọi người đến bản thân là do mặt trăng đang vuông góc với hành tinh Sirius. Quãng đường của bạn trong năm vừa qua đầy những trải nghiệm thú vị và không bao giờ bị lãng quen. Ngưu cảm thấy sức sống mới và hứng khởi hôm nay nhờ những cảm xúc tích cực. Nếu bạn quyết định trở về quê ăn Tết, có khả năng bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ hoặc gặp gỡ người quen quen thuộc. Hãy tránh ăn quá nhiều thực phẩm chứa dầu mỡ và cây nồng để tránh gây khó chịu cho dạ dày của bạn. Con số may mắn của Kim Nhiêu ngày 19 tháng 1 năm 2024 là con số 54 và 75. cung song tử song tử trở nên căng thẳng hoặc bất ổn một cách kỳ quặc vào hôm nay những quyết định bạn đã đưa ra trong quá khứ có thể sẽ có hậu quả trong tương lai bạn có thể cảm thấy thất vọng về tiền thưởng cuối năm ngày hôm nay nhưng đừng lo lắng tâm trạng của bạn sẽ sớm ổn định trở lại có khả năng một ngày thành công đáng kể trong lĩnh vực tình cảm Đối tác của bạn có thể đang lên kế hoạch cho một buổi dạo chơi vui vẻ tại nhà hàng, khu giải trí hoặc có thể là một món quà dễ thương dành cho bạn. Việc tăng cường sức khỏe có thể mở ra những cơ hội mới cho những người đam mê hoạt động thể thao và điền kinh. Con số may mắn của song từ ngày 19 tháng 1 năm 2024 là con số 23 và 59. 4 Cung cử giải xem tử vi miễn phí 12 cung hoàng đạo cho thấy cử giải thể hiện sự linh hoạt và sáng tạo đặc biệt. Ngày hôm nay có khả năng sự kiện trở nên khó khăn, khiến bạn tự đặt ra những câu hỏi khó giải đáp. Việc điều chỉnh lịch trình cho những ngày Tết sắp tới là quan trọng. Dù có những người tỏ ra bình thường, nhưng bên trong họ có thể đang trải qua những biến động mạnh mẽ. Cự giải nhỏ mong muốn có thêm thời gian bên gia đình để hòa mình vào không khí ấm áp và yêu thương trong những ngày sắp tới. Để đối mặt với thách thức, hãy từ bỏ việc bào chữa cho việc không tập thể dục và hãy thiết lập một thói quen rèn luyện cơ thể nghiêm túc kèm theo chế độ ăn uống lành mạnh. Con số may mắn của cự giải ngày 19 tháng 1 năm 2024 là con số 01 và 56. Nam cung sư tử sư tử đang trải qua tình trạng căng thẳng cảm thấy lo lắng hoặc không kiên nhẫn do ánh sáng mặt trăng ngũ chiếu sao hỏa gây ảnh hưởng bạn luôn cố gắng hết sức trong công việc để không làm thất vọng những người xung quanh hãy chú ý đến suy nghĩ của bạn vì chúng sẽ biến thành lời nói cẩn trọng với từng từ ngữ vì chúng sẽ thể hiện thành hành động của bạn hôm nay hãy tránh hành động một cách không suy nghĩ để duy trì sức khỏe và hạnh phúc tối đa cuối năm, bạn nên đến kiểm tra sức khỏe một lần nữa. Con số may mắn của sư tử ngày 19 tháng 1 năm 2024 là con số 68 và 90. 6. Cung sử nữ tử vi phương Tây cho thấy sử nữ thường thể hiện sự lúng túng hoặc cứng nhắc, gặp khó khăn trong việc bày tỏ tình cảm và thường cảm thấy e ngại khi giao tiếp với người khác sinh viên thuộc cung sử nữ trong khoảng thời gian này có khả năng làm rất tốt trong các bài kiểm tra quan trọng đảm bảo có điểm số cần thiết và có thể tận hưởng kỳ nghỉ tết một cách thoải mái trong giai đoạn này các cặp đôi thường dành nhiều thời gian hơn bên nhau người độc thân thì thường tiếp tục sống thoải mái không quan tâm đến áp lực kết hôn và tình yêu một số người xử nữ có thể cảm nhận sự cải thiện khi tăng cường tập luyện hoặc thêm vào chế độ tập luyện dành cho sức khỏe tim mạch. Con số may mắn của xử nữ ngày 19 tháng 1 năm 2024 là con số 18 và 79. Bảy. Cung Thiên Bình Thiên Bình đang đối mặt với khó khăn khi cố gắng từ bỏ những cảm giác tổn thương hoặc oán giận, đặc biệt là khi mặt trăng nằm vuông góc với tiểu hành tinh Kiron. Có vẻ như cuối năm nay sẽ mang lại cho bạn một công việc ổn định và có cơ hội thăng tiến. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề lương thưởng, bạn nên thảo luận ngay trong hôm nay với cấp trên của mình. Với những người độc thân, đây là thời điểm lý tưởng để tìm kiếm những người có chung chí hướng. Cặp đôi mới kết hôn có thể trải qua sự gắn bó mạnh mẽ hơn khi chúng ta bước vào một môi trường mới. Cuối năm, tôi khuyên tròm sao này nên cẩn trọng khi di chuyển. Nếu bạn dự định đi ăn tất niên, hãy xem xét việc sử dụng dịch vụ xe ôm hoặc taxi để đảm bảo an toàn. Con số may mắn của Thiên Bình ngày 19 tháng 1 năm 2024 là con số 65 và 78. 8. Cùng bọ cặp bọ cặp thích mở rộng tư duy và dễ dàng chấp nhận những ý tưởng mới, chấm dứt thói quen cũ bằng sự hòa quyện giữa năng lượng của mặt trăng và sự sáng tạo của sao Thiên Vương. Trong lĩnh vực công việc, ngay cả những người trước đây được biết đến là trẻ ngoan cũng phải đối mặt với những thách thức. Đến cuối năm, nếu bạn cảm thấy không hài lòng với điều gì, hãy trò chuyện với cấp trên của bạn đừng để những áp lực từ năm cũ trở thành gánh nặng cho năm mới. Các vấn đề liên quan đến sức khỏe của người thân già có thể gây ra căng thẳng trong gia đình. Nhiều bậc phụ huynh vẫn lo lắng về việc con cái sử dụng quá nhiều thiết bị điện tử. Con số may mắn của bọ cạp ngày 19 tháng 1 năm 2024 là con số 35 và 62. 9 cùng nhân mã nhân mã cảm thấy không an tâm và thường xuyên nghi ngờ người khác thường đặt ra những câu hỏi khó tin cho những người xung quanh hôm nay những người thuộc chòm sao nhân mã có thể phải đối mặt với sự cố liên quan đến máy tính thiết bị điện tử hoặc vấn đề về tính toán tiền bạc khi gửi hàng những người độc thân trong nhóm nhân mã có thể trải qua trạng thái tình cảm đặc biệt khi đi chợ tết hoặc tham gia các hoạt động giải trí đồng thời không lường trước được một lời cầu hôn có thể làm bất ngờ và thú vị cho những người đang chuẩn bị bước vào hành trình đám cưới. Để tìm kiếm sự bình yên và hài hòa nội tâm, nhân mã có thể tích hợp yoga và thiền vào thói quen hàng ngày của mình. Con số may mắn của nhân mã ngày 19 tháng 1 năm 2024 là con số 11 và 21. 10. Cung Ma kết tử vi hàng ngày 12 cung Hoàng đạo nói rằng Ma kết đang tìm kiếm sự ổn định và bình yên trong hầu hết các hoạt động của mình vào những ngày cuối năm này. Hãy giữ cho cảm xúc của bạn không ảnh hưởng đến quyết định của mình. Tuy nhiên, ít nhất là bạn đã thử thách bản thân bằng cách trò chuyện mở cửa để giải quyết vấn đề. Thay vì hối hận sau này vì không hành động, bạn đã thể hiện sự dũng cảm, tôi gửi lời chúc ôm đầy tình cảm vào ngày cuối năm, Ma kết Hãy duy trì cả sức khỏe về thể chất và tinh thần. Đây là yếu tố quan trọng trong những ngày này. Con số may mắn của ma kết ngày 19 tháng 1 năm 2024 là con số 78 và 99. 11, cung Bảo Bình tử vi 12 chòm sao Tây phương chỉ ra rằng Bảo Bình thường cảm thấy khó chịu, thường xuyên bực bội mà không lý do rõ ràng có thể do sự giao thoa tiêu cực giữa vị trí của sao thủy và sao hỏa những người đã đệ đơn xin chuyển đến một quốc gia mới để bắt đầu cuộc sống mới sẽ trong những lúc khó khăn thành viên trong gia đình thường tụ tập xung quanh để đồng lòng giúp đỡ hôm nay hãy tích cực tham gia chuẩn bị cho tết cùng mẹ hoặc thực hiện công việc dọn dẹp nhà cửa để tìm thấy niềm vui trong tâm hồn nếu bạn cảm thấy đau đớn hoặc không thoải mái ở khu vực lưng, hãy thử những bài tập thể dục tại nhà để giảm bớt cảm giác khó chịu. Con số may mắn của Bảo Bình ngày 19 tháng 1 năm 2024 là con số 25 và 62. 12, cung Song Ngư tử vi ngày mới cho biết Song Ngư sẽ đón nhận nhiều may mắn và niềm vui trong thời gian tới. Ngày 29 Tết, hãy để mọi công việc nằm nghỉ. Đừng để ý đến công việc quá mức. Vì có khả năng nhiều người sẽ nhận được những món quà đặc biệt từ đối tác hoặc sự ủng hộ đáng kể từ khách hàng VIP, giúp bạn có thêm thời gian sum họp với gia đình. Hãy bày tỏ tình cảm của mình qua những lời chúc ý nghĩa và tích cực để lan tỏa niềm vui cho mọi người xung quanh. Đừng quên rằng bạn không đơn độc bởi bạn luôn có những người bạn đáng tin cậy và gia đình luôn ở bên cạnh. Tránh các hoạt động như đi lại, chạy nhảy, hoặc sử dụng dao kéo vào ngày này để tránh rủi ro làm tổn thương cơ thể của mình. Con số may mắn của song ngư ngày 19 tháng 1 năm 2024 là con số 11 và 78.